Chào mừng các bạn đã đến với tin tức mới và hãy cùng chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé. Hoàn toàn không phải chuyện cổ tích, tại Trung Quốc, làng Yaxi được nhiều người biết đến với tên gọi là làng người lùn. Người cao nhất ở đây chỉ đạt khoảng 1,3m, là một ngôi làng nằm ở Tứ Xuyên, Trung Quốc, nơi đây có khoảng 100 cư dân sinh sống. Nhiều người khá bất ngờ khi biết rằng ở đây có người chỉ cao 60cm. Và sau đây xin mời các bạn đến với nội dung chi tiết. Trong những ngôi làng bé tí của mình, những người này sống và sinh hoạt khá giống một bộ lạc. Thậm chí ngôi làng trở thành nơi được rất nhiều người yêu thích ghé thăm. Ngôi làng người lùn Yaxi hầu hết là những người có chiều cao khiêm tốn cùng sinh sống với nhau. Họ hoàn toàn không phải là kết quả của hôn nhân cận huyết. Một căn bệnh đến từ những năm 20 của thế kỷ trước đã khiến cho con người bị hạn chế khả năng vận động, chân tay yếu đi và gần như là không phát triển. Đó là lý do tại sao những người ở đây có chiều cao khiêm tốn đến vậy. Trong ngôi làng này, người lớn, người trưởng thành chỉ có chiều cao 1,3m. Thậm chí người thấp nhất chỉ đạt chiều cao là 60cm. Hiện nay vì chưa có bất kỳ loại thuốc nào có thể chữa trị căn bệnh này, nên họ phải chấp nhận sống chung, hạn chế tối đa việc làm, việc nặng để không bị ảnh hưởng đến hệ xương khớp vốn đã rất yếu. Trước khi cùng chung sống trong một ngôi làng, những người này đã từng bị phân biệt đối xử vì chiều cao hạn chế của mình. Do vậy, họ quyết định chuyển đến sống cùng nhau và tạo ra ngôi làng của riêng mình. Việc cùng chung sống với những người giống mình giúp cho những người trong làng Yaxi cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc và lạc quan hơn nhiều. Họ vui chơi, giải trí, biểu diễn nghệ thuật và thậm chí là tìm được nửa kia của mình. Ngày nay, nhiều người rất có cảm tình và yêu mến cuộc sống của những người ở đây. Họ tìm đến ngôi làng người lùn Yaxi như một điểm đến để du lịch hấp dẫn. Cũng nhờ thế mà thu nhập của người dân trong làng được cải thiện đáng kể. Làng người lùn không chỉ là nơi để những người cùng cảnh ngộ sinh sống hàng ngày, nơi đây cũng đã viết ra những câu chuyện tình yêu đẹp. Tất nhiên, một cuộc hôn nhân bền vững và lâu dài không chỉ cần yếu tố tình yêu, mỗi người cần trang bị cho mình nhiều hơn thế. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, chúng mình là tin tức mới. Và đừng quên nhấn like, share và subscribe để cập nhật những thông tin mới nhất trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!